nay mời cả nhà về Cần Thơ nha. Đây là thành phố lớn nhất miền Tây, còn được gọi là Tây Đô. Trước mặt mình đây là cầu Hưng Lợi bắc qua sông Cần Thơ, hướng đổ ra sông Mê Công. Còn đây là cầu Quang Trung, và xa xa kia là cầu Cần Thơ. Trước mặt mình đây là toàn cảnh cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối liền hai quận Ninh Kiều và Cái Răng. Sau một tháng thoát vướng mắc, dự án cầu Trần Hoàng Na đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Giờ thì mời cả nhà cùng xem tiến độ dự án. Hai thông gói thầu cầu Trần Hoàng Na do ban quản lý các dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư đã có bước tiến rõ rệt về tiến độ giải ngân. Sau khi ách tắc lớn nhất liên quan đến gói thầu xây dựng cầu Trần Hoàng Na được gỡ, các nhà thầu quyết tâm đưa công trình về đích vào tháng 5 năm 2023. Gói thầu gặp nhiều trở ngại nhất là gói thầu CT3/TV/2.4 xây dựng cầu Trần Hoàng Na. Gói thầu có giá hơn 858,97 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ tháng 9 năm 2020, liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, Công ty Cổ phần Cầu 14 trúng thầu với giá 791,48 tỷ đồng. Thời gian thi công là 1.033 ngày. Theo chia sẻ của chủ đầu tư, gói thầu bị ngưng trệ thời gian dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc thay đổi vật liệu thép xây dựng do thiếu nguồn cung cấp cũng buộc chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thi công lẫn nhà tài trợ mất nhiều thời gian để xử lý. Quyết định cho phép thay thế vật liệu thép được ban hành giữa năm 2022, cho phép 40% khối lượng thép thi công cầu sử dụng của hãng POSCO, thay vì 100% của Hyundai như ban đầu. Do đó, áp lực tiến độ dồn lên gói thầu là rất lớn. Được biết, liên danh trúng thầu sử dụng hai nhà thầu phụ cung cấp dầm, chân vòm và vòm thép. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh cho biết, Nam Anh được giao phụ trách cung cấp 60% số lượng phần thi công thép gồm dầm, chân vòm sử dụng thép Hyundai. Đến nay, mọi công tác gia công chế tạo đã hoàn tất, chỉ chờ lắp dựng. 40% còn lại thuộc về nhà thầu phụ thứ hai sử dụng thép POSCO, hiện đang đẩy nhanh sản xuất. Do việc thi công hạng mục này cần nhiều kỹ thuật liên kết nên phía Nam Anh nỗ lực hết sức để phối hợp thành công. Liên danh tổng thầu điều phối kịp thời thì hoàn toàn có thể hoàn tất gói thầu vào tháng 5 năm 2023. Thông tin này cũng phù hợp với nhận định của đại diện chủ đầu tư. Đến nay, gói thầu đã đạt gần 70% khối lượng đang được nhà thầu tập trung thi công nước rút. Cầu Trần Hoàng Na là gói thầu có nhiều phát sinh phức tạp nhất của dự án 3 nhưng đang được chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ để ngày 30 tháng 5 năm 2023 tiến hành hợp long, thông xe kỹ thuật, đại diện chủ đầu tư cam kết.